Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio có review cho một bác khách là một bộ combo để giáp loa kéo. Đó là combo ở ngay đầu tay của Tùng Nguyễn Audio. Sử dụng một đôi tép kèn 450, một đôi bát 40NG, một đôi phân tần. Và review cho thêm một bác khách nào đánh một bộ quả súp 40. Lấy của Tùng Nguyễn một đôi bát 40NG xếp về để làm súp. Với câu hình bát này thì có thể làm full và làm súp được. Bát này là bát full các bác nhé. Nhưng mà với câu hình mà để nắp súp hơi thì bát 40 giờ xếp nó là đứng đầu bảng về cái chất lượng súp của tất cả các dòng bát hiện tại bây giờ đang bán. Thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ review tất cả các bác một combo 40NG nắp loa kéo chất âm cực tốt. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin review tất cả các bác. Đối với dòng loa kéo thì cái dòng bát 40NG nên nắp lên chất âm cực tốt và nó sẽ cho một cái giá rất là tốt, không cần phải cao quá mà là đấy. Lại chất trống nó hay. Vì nếu mà lắp các loại bát xịn thì chất tiếng của nó lại nhiều lời. Còn nó lắp loa bát LG này, nếu mà lắp vừa bát vừa lời thì lắp loa kéo cả bát LG này đánh cực tốt luôn. Tại sao Tùng Nguyễn không ghép các cái dòng bát 336 nằm loa kéo? Vì con thì nếu mà đánh hai bát 40 một tép thì nó lại nhiều lời quá. Nên sử dụng cái cặp bát 350A này đánh loa kéo nó mới hay. Đôi khi đắt cũng không phải là tốt, mà là mình ghép với các cấu hình nào để cho nó phù hợp. Khi các bác chơi âm thanh thì có thể là hiểu biết thì cứ thế mà mua. Còn đâu nếu mà các bác cần tư vấn thêm thì cứ hỏi Tùng Nguyễn Audio để Tùng Nguyễn tư vấn. Một đôi bát 40 từ 190 và con 76. Đít bát có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Với cấu hình này ý, thì Tùng Nguyễn sẽ lên đơn là một đôi bát, một đôi tép, một đôi phân tần là 3,4 triệu combo này. Nếu mà các bác sử dụng bộ loa rẻ hơn thì Tùng Nguyễn đang có cũng từ 190 con 76 của 40 Martin là 2,8 triệu một bộ combo. Đấy. Các bác có thể nên cấu hình đắt và cấu hình rẻ. Vì cái chất bát của LG này thì tiếng của nó rất là tốt và hát hay. Thì bây giờ các bác cùng tham khảo cái dòng loa của Tùng Nguyễn cung cấp. Loa kéo nên sử dụng tép kèn 450 của B3 từ 120 cua 14. Chạm nhún màu vàng. Đối với dòng B3 này thì các bác mua ở trên thị trường có rất là nhiều đại lý bán. Thế nhưng mà cửa hàng Tùng Nguyễn Audio dập dép B3 này sẽ đẹp hơn so với tất cả các thị trường đang bán. Tép của Tùng Nguyễn là tép bắt ốc. Tép bắt ốc nha. Và cái tép của nó nắp nhôm. Chạm nhún màu vàng, côn 44 từ 120. Tiếng rất là hay, nhuyễn, không hề chói. Và một cặp mạch phân tần có mã là F2A. Đường V cáp là đường bát, đường T là đường tép. Tùng Nguyễn ghép với cả cặp FEA này để cho tiếng bát khi đánh ở ngoài nó lực tiếng hơn. Đấy. T là đường tép này sử dụng một bóng cầu chì chống cháy và tụ màu đỏ. Phân tần nhập của công ty Aule, phân tần nhập các bác nhé. Cái thông số của phân tần này. Đấy. Có mã FEA hay không anh? Thì đối với củ bát thì sử dụng củ bát 40NG. Củ từ 190. Ít bát có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt này. Đối với dòng phân khúc bát ý, nếu mà đánh vừa bát vừa lời thì các bác sử dụng cho em từ 190 con 76. Còn các bác chơi với các dòng đẩy công suất nhỏ thì các bác chơi với từ 170. Đấy, từ 170 40 thì nhà em ngày trước làm nhưng bây giờ bỏ hết rồi. Ít người chơi lắm. Đa số người ta chơi từ 190. Xương những lúc uốn cong vào bản một xương các bác nhé. Mã của sản phẩm là 350A, 500W trên chiều kháng 8 ohm. Hàng chính hãng của công ty LG Lưu Return. Từ 190 và côn 76 này. Đấy, đẹp không ạ? Loa đẹp. Côn phíp này. Côn dây đồng này. Côn phíp này chịu nhiệt cực tốt và nó làm côn dây đồng này thì sẽ cho tiếng bát tốt hơn. Đấy. Vừa bền mà lại vừa tốt các bác nhé. Mang xếp ly lượng sóng này. Gân vải tỉnh dầu 3 gân. Đây là combo 40NG. Và cấu hình các bác có nhu cầu mua lẻ một cái bát để làm súp thì nhà Tùng Nguyễn đang cung cấp rất là nhiều về cái dòng bát súp này. Bát này có thể đánh loa 715, loa 725, chất trống của nó rất sâu, tiếng và mềm. Đấy. Vì cái cấu hình mà bát giờ xếp đây thì Tùng Nguyễn đặt riêng ở tại nhà máy. Đấy. Nếu sử dụng các cái dòng bát hàng chợ thì chất âm nó lên nó kém, tiếng nó mỏng. Còn sử dụng các cặp bát như này thì tiếng bát của nó rất là sâu và mềm dày. Kể cả phòng hát, nắp cặp bát này của Tùng Nguyễn Audio đều rất là thích và hài lòng. Từ 220 cộng 100,
nếu mà dòng này nằm full thì hỏi có hát có hay như dòng LG này không, thì xin thưa với các bác là dòng côn 76 thì nó sẽ yếu hơn nhưng nó lại tiếng ca nó lại thánh thót. Còn dòng côn 100 đây thì nó sẽ chuyên đánh nhạc DJ. Hát thò thì vẫn ok nhưng có nghe tiếng lời thì nó sẽ không tròn được như côn 76. Đấy. Các bác về độ uy lực thì các bác chọn côn 100, còn lấy lời thì đánh côn 76 cho em. Đít bác có đôi 46. Cái lỗ đít của nó cũng hơi vòng một chút này, đít hơi vòng một cái độ, cái độ bích của nó này. Đấy, các bác nhìn nhá. Và cái con bát này so sánh với cái dòng các cái dòng bát khác thì viên từ nó rất dày. Đấy. Ví dụ như cái dòng LG đây, viên từ này, các bác nhìn này. Các dòng từ 190 nó cũng đều như này này hết. Các bác lưu ý nhé, các cái dòng bát ở trên thị trường xem. Có những dòng hàng nào loại hàng đẹp, hàng đủ ý, thì viên từ trông nó rất là dày. Các bác nhìn viên từ nhá. Đấy. Viên từ này trông nó hầm hố không ạ? Quá hầm hố luôn. Đối ví dụ như con bát viên từ mà như LG đây, có thể nó làm từ 220 100 cũng rất ok, có thể là độ thành cao ví dụ nó 22. Ví dụ như con này cao 25. Đấy. Thì cái độ dày của 500 nó nhiều hơn. Và 500 nhiều thì nó sút penalty thì cực kỳ là hay rồi. Vào liên tục. Các bác nhìn này. Viên từ 500 nhá. Kẹp lỗ là thép trắng này. Màng của nó màng sơn dầu mà xếp ly tới rốn, gân vải tẩm dầu là 3 gân. Đẹp không các bác? Kẹp lỗ là thép trắng này. Màng của nó được kết hợp rất là nhiều sợi bông thủy tinh. Côn 100 từ 220. Hàng này mang thương hiệu GCF, còn hàng LG đây là hàng chính hãng của công ty. Hàng này là Italy, Italoc nhưng mà nó chỉ là nhái Italy do Trung Quốc sản xuất thôi. Rõ ràng là như thế. Thì các bác đừng bao giờ mong rằng là được sử dụng các dòng loa của Italy đặt tại nhà máy Trung Quốc. Riêng Tùng Nguyễn bán mua thì thôi. Nhưng mà nó rõ ràng để cho tất cả các bác phân biệt. Các bát này oánh rất sâu, tiếng và mềm. Có bán lẻ một cái các bác nhận để lắp súp. Và hôm nay thì Tùng Nguyên Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hôm nay trong cái clip ngày hôm nay thì Tùng Nguyên giới thiệu đến một bộ combo loa kéo. Ví dụ các bác chơi loa kéo có thể đánh 2 bát 40, 1 súp 40. Đấy, hoặc là các bác chỉ đánh 2 bát 40 và 2 chiếc kèn thôi. Và hôm nay Tùng Nguyên xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến linh kiện loa giờ cứ liên hệ cho Tùng Nguyên Audio. Và các bác xem video đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh Tùng Nguyên Audio nhé.